bạn yêu quý của DK Eyebrow Beauty. Ngày hôm nay thì chúng tôi có một ca laser rất là đặc biệt và chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ca laser này nhé. Dạ em chào chị. Chị có thể chia sẻ một chút về cái cặp lông mày của chị trước khi laser ở tại DK không ạ? Chị cũng chẳng như chị xong rất nhiều lông rồi nhé. Vâng ạ. Hôm nay chị đến nhà mình để chị làm lại vào mới nhé. Dạ vâng, thì theo như em thấy thì cái cặp lông mày này của mình đã bị chồng chéo rất là nhiều lớp mực lên nhau đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì em xin mời chuyên gia có thể phân tích qua cái tình trạng lông mày này của chị giúp em được không ạ? Trước khi mà xử lý cái mực màu ấy thì là cái gốc mực của chị Hằng làm ở nhiều nơi, nhiều gốc mực chồng chéo lên nhau, trổ xanh và bị trổ đỏ. Cái da của chị cũng khá là mỏng. Vâng, vậy cái tình trạng lông mày như thế này thì đã từng xử lý như thế nào hả chị? Chị đã xử lý bằng cái tần sóng xử lý mực màu cho chị ý xong này. Và bây giờ mình sẽ xử lý cái tất cả cái gốc mực. Theo em được biết thì với cái tình trạng khó này của chị khách hàng của chúng ta ngày hôm nay thì chị đã từng laser ở tại DK một vài lần rồi đúng không ạ? Chị thì không biết là những cái lần trước ấy thì khi mà mình laser ở tại DK thì mình thấy thế nào hả chị? Chị cảm thấy rất là ổn. Trong quá trình làm thì chị có bị đau rát hay là khó chịu gì không ạ? Chị hơi tê tê một chút. À vâng, thì bây giờ em xin mời chuyên gia bắt đầu thực hiện quá trình laser tiếp tục cho chị khách hàng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Như mọi người có thể thấy thì đây là một cái ca lông mày mà gọi là nó khá là đặc biệt, vì như chúng ta có thể thấy cái tình trạng của khách hàng của chúng tôi thì chồng chéo rất là nhiều lớp mực lên nhau, đó là cái gốc mực mà không đảm bảo chất lượng, nó sẽ để một thời gian thì nó sẽ bị trổ xanh, thậm chí là trổ sang màu đỏ, để lâu thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và ngoài ra thì về cái thẩm mỹ không được được đẹp nữa, cho nên là rất là nhiều chị em gặp phải những cái tình trạng như thế này. Nhưng mà như mọi người có thể thấy thì với cái công nghệ laser PicoMax ở tại DK thì đã có thể là xử lý được. Và với những cái lông mày bình thường chúng ta có thể xử lý được khoảng 90-99% mực. Còn với những cặp lông mày mà nó khó mà nó đòi hỏi cái mức độ mà cường độ cao hoặc là nó rất là khó như thế này thì chúng ta sẽ phải kiên trì để thực hiện dần dần. Và đặc biệt thì với công nghệ này thì sẽ không làm cháy lông này, không làm bong chóc chảy máu. Chị ơi, có biết là sau khi mà laser xong liệu trình ở tại DK thì chị đã đăng ký làm lông mày mới chưa ạ? Có, chị làm cả một gói rồi. À, dạ vâng, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi cái sản phẩm lông mày cuối cùng của chị khách hàng của chúng tôi nhé. Và nếu như mà những chị em nào mà có những cặp lông mày hỏng, lông mày lỗi như thế này hoặc là nặng hơn thì chúng ta hãy nhanh tay gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đã được áp dụng tại DK mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.